Sau 14 ngày, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, khắc phục hậu quả thiên tai trong vụ sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, chiều nay 24 tháng 9, các lực lượng quân đội đã kết thúc sứ mệnh của mình. Tạm biệt mảnh đất từng chịu nhiều đau thương, mất mát, các anh rời Làng Nủ trong cảm xúc nghẹn ngào, sự biết ơn và trân trọng của người dân nơi đây. Rất bùi ngùi và cảm thấy rất nhớ nhung người dân và bà con địa phương ở đây. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, hết sức có thể để có thể giúp đỡ bà con. Từng cái miếng bánh, từng cái bát cơm đều được quân đội chúng tôi đến đây thực hiện nhiệm vụ đều được nhân dân chia sẻ. Tự đó là cái tình cảm. Giây phút chia tay không cờ hoa, chỉ có những gói xôi, chiếc bánh được bà con chuẩn bị vội vàng cho cán bộ, chiến sĩ trước giờ lên đường. Lá cờ đỏ sao vàng tại nhà văn hóa thôn Làng Nủ được trao cho đơn vị sẽ là kỷ vật thiêng liêng, minh chứng cho tình quân dân sâu đậm trong những ngày đau thương nhất. Nhưng các đồng chí yên tâm, chính quyền chúng tôi, nhân dân chúng tôi, lực lượng vũ trang tại chỗ, dân quân tự vệ, giữ vững đồng yên, an ninh cơ sở, chúng tôi sẽ ngày đêm để tìm bằng được bà con về. Những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt trong giờ phút chia ly thay cho lời tiễn biệt. Rất buồn. Đa số là các chú bộ đội giúp thôi. Cảm thấy buồn lắm. Thương các chú bộ đội. Ngày đêm vất vả, 14 ngày đêm vất vả tìm kiếm các thi thể. Không có thời gian nghỉ. Xong là hôm nay là bắt đầu là bộ đội, các chú bộ đội đi hết. Thì ở đây thì bọn các cô ở đây rất buồn. Chia tay Làng Nủ, trong mỗi cán bộ, chiến sĩ vẫn còn nỗi day dứt khi 11 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Cúi chào lần cuối những người đã mất trong vụ sạt lở đất, các anh tiếp tục lên đường để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của người lính Cụ Hồ.